Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Liên quan đến thảm kịch nổ tàu Titan khi đi thám hiểm xác tàu Titanic, được biết con tàu sau khi xuống nước được 1 giờ 45 phút và phát nổ do áp lực của nước. Trước khi bắt đầu hành trình, các nạn nhân đã phải đóng 250.000 đô la và ký vào giấy cam kết miễn trừ trách nhiệm nếu như xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia pháp lý nhận định, gia đình các nạn nhân vẫn có thể khởi kiện dù trước đó nạn nhân đã ký giấy. Ngày 22 tháng 6, lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ xác nhận, tàu ngầm Titan mất tích khi tham quan xác tàu Titanic đã phát nổ, khiến cả năm người trên tàu thiệt mạng. Quá trình tìm kiếm kết thúc. Các hành khách, những người đã trả tới 250.000 đô la Mỹ cho chuyến tham quan, được cho là đã ký giấy miễn trừ trách nhiệm pháp lý. Có nghĩa là nếu xảy ra tai nạn, gia đình nạn nhân không thể khởi kiện OceanGate. Một phóng viên của đài CBS người đã từng có chuyến tham quan xác Titanic do công ty Ocean Gate Expedition tổ chức vào tháng 7 năm 2022, cho biết rằng bản miễn trừ mà anh ấy ký đề cập khả năng tử vong đến 3 lần chỉ trên trang đầu. Tuy nhiên, một đạo luật khác tên là Dead on the High Seas, tạm dịch là đạo luật tử vong trên biển, cho phép những người phụ thuộc tài chính và người đã thiệt mạng trong một thảm họa hàng hải tìm kiếm phần thu nhập trong tương lai mà lẽ ra họ sẽ nhận được từ người đã thiệt mạng đó. Vì vậy, theo các chuyên gia pháp lý, các giấy miễn trừ trách nhiệm do so hành khách ký khi tham quan xác tàu Titanic có thể không bảo vệ chủ sở hữu con tàu khỏi các vụ kiện từ gia đình các nạn nhân. Bởi nếu OceanGate giấu giếm thông tin về con tàu hoặc sử dụng con tàu bất chấp cảnh báo rằng con tàu không phù hợp, thì giấy miễn trừ trách nhiệm sẽ trở nên vô hiệu hóa và gia đình nạn nhân hoàn toàn có thể kiện công ty này vì đã gây ra thảm kịch này. Luật sư chuyên về thương tích cá nhân Joseph Blau cho biết. Có rất nhiều ví dụ khác nhau về những gì các gia đình nạn nhân có thể yêu cầu bồi thường mặc dù đã được miễn trừ. Nhưng cho đến khi chúng tôi biết nguyên nhân, chúng tôi không thể xác định liệu các khoản miễn trừ có áp dụng hay không. Việc tìm kiếm con tàu đã tới hồi kết, nhưng liệu các gia đình nạn nhân có kiện đến cùng cho vụ việc này hay không sẽ mở ra một câu chuyện mới. Ở đó rất có thể những sai phạm của Ocean Gate về tàu Titan sẽ được phanh phui. Mới đây đạo diễn điện ảnh nổi tiếng James Cameron đã so sánh điểm tương đồng từ thảm kịch Titanic với vụ nổ tàu làm 5 người thiệt mạng. So sánh này khiến dư luận cảm thấy bị ám ảnh khi cho rằng ông đang gieo rắc nỗi sợ hãi từ vụ việc, cũng như cảm thấy bức xúc khi việc làm này của vị đạo diễn đang khơi gợi nỗi đau cho gia đình nạn nhân. Với kinh nghiệm của mình, khi đạo diễn James Cameron người tự mình thực hiện 33 lần lặn xuống hiện trường nơi con tàu Titanic dưới đáy đại Tây Dương, trong đó có 12 lần liên quan đến bộ phim Titanic vị đạo diễn này đã thấy được sự tương đồng của hai thảm kịch khi con tàu titan mất tích ông cho biết thảm kịch tương tự đã xảy ra tại cùng một địa điểm khi các cảnh báo về an toàn đã bị lờ đi tôi quá sửng sốt với điều này thật không thể nào tưởng tượng nổi đạo diễn nói trước đây nhiều người trong cộng đồng yêu thích lặn biển đã bày tỏ lo lắng về độ an toàn của những chiếc tàu như titan thậm chí viết thư cho công ty ocean gate nói rõ những gì họ đang làm là quá mạo hiểm ông ngỡ ngàng bởi sự tương đồng giữa thảm họa của titan và titanic Năm 1912, thuyền trưởng tàu Titanic liên tục được cảnh báo về tảng băng phía trước trong chuyến hải trình, nhưng vẫn lao hết tốc lực vào nó trong một đêm không trăng, khiến tàu chìm và hàng nghìn người tử vong. Ông cho biết, tôi thấy vụ chìm tàu có điểm giống với thảm kịch Titanic, khi thuyền trưởng liên tục được cảnh báo về băng phía trước con tàu, nhưng lại lao hết tốc lực vào cánh đồng băng trong đêm không trăng, và hậu quả là nhiều người thiệt mạng. Và đối với sự việc lần này, Trước đó đã có những cảnh báo được đưa ra về chiếc tàu ngầm không được chứng nhận, nó không mang lại hiệu quả. Cuối cùng thảm kịch một lần nữa xảy ra ngay gần tàu Titanic. Nói về những chuyến đi đến địa điểm tàu Titanic bị nhấn chìm, Cameron cho biết, "Bạn cảm nhận được thảm kịch và tôi nghĩ điều này đã hấp dẫn tôi đến đó. Đây cũng chính là lý do tại sao mọi người muốn đi, tự mình trải nghiệm. Họ cũng muốn được cảm nhận và ghi nhớ về sự kiện lịch sử năm 1912 này." James Cameron liên tục cảm thán về sự trùng hợp của hai vụ việc vụ nổ tàu Titan khi cho rằng sự giống nhau này có phần kỳ quái và đáng kinh ngạc. Chưa bao giờ có trường hợp tử vong ở độ sâu như thế. Chắc chắn chưa có vụ nổ nào xảy ra trước đó. Giữa lúc gia đình nạn nhân đau lòng vì chuẩn đô đốc lực lượng tuần duyên Mỹ Joe Morgan xác nhận 5 người có mặt trên tàu thiệt mạng vì vụ nổ thảm khốc, phát ngôn của James Cameron bị cho là gây hoang mang dư luận. Một tài khoản bình luận, ông kiếm hàng triệu đô la Mỹ từ hiệu ứng Titanic, giám đốc điều hành của Ocean Gate, dịch vụ thuê tàu lặn thám hiểm xác tàu Titanic cũng vậy. Hai người chỉ cố mượn sự kiện khủng khiếp này để kiếm thêm tiền. Một số người lại cho rằng James Cameron không nên so sánh vì làm hoang mang dư luận, tạo hiệu ứng không đáng có. Số khác nói, phát ngôn của đạo diễn Titanic gieo nỗi sợ thám hiểm với người lặn biển. Điều cần thiết hiện tại là cầu nguyện cho nạn nhân và chia buồn với gia đình. Cũng không thể phủ nhận sự trùng hợp bất ngờ giữa hai vụ việc. Nhưng có lẽ những phát ngôn của vị đạo diễn điện ảnh nổi tiếng trong thời điểm này chưa thực sự phù hợp, khiến cho dư luận bức xúc. Sự cố xảy ra với tàu ngầm Titan là điều không ai mong muốn. Tuy nhiên, những tín hiệu cho thấy đây là một chuyến đi thiếu an toàn đã xuất hiện trước đó mà công ty chủ quản và các hành khách có thể đã chủ quan bỏ qua. Con số nạn nhân có thể đã tăng lên 6 người nếu triệu phú người Anh Chris Brown không hủy quyết định tham gia chuyến thám hiểm vào phút chót. Người đàn ông này đã đặt cọc tiền cho chuyến tham quan cùng với người bạn của mình, Hamish Harding, nhưng cuối cùng đã hủy vé vì một lý do kỳ lạ. Theo tờ US Sun đưa tin, ông Chris Brown, 61 tuổi, cho biết Tôi là một trong những người đầu tiên đăng ký chuyến đi này với Ocean Gate trong khi tàu lặn đang được xây dựng. Nhưng ông nói thêm rằng ông có một cảm giác khó chịu về dự án. Ông đã hủy vé vì lo ngại về chất lượng công nghệ và vật liệu được sử dụng bởi Ocean Gate Expedition, công ty cung cấp các chuyến thăm đáy biển sâu tới xác tàu Titanic. Brown ban đầu đã trả tiền đặt cọc cho chuyến đi đến thăm xác tàu Titanic nổi tiếng cùng với người bạn của mình, Hamish Harding, một trong những lo ngại của ông là chiếc tàu lặn dường như được thiết kế với các bộ phận điều khiển dựa trên bộ điều khiển kiểu trò chơi trên máy tính. Ông nói, tôi phát hiện ra rằng họ đã sử dụng các cột dàn giáo cũ cho chấn lưu của tàu ngầm và các bộ điều khiển của nó dựa trên bộ điều khiển kiểu trò chơi trên máy tính. Cuối cùng tôi đã gửi email cho họ và nói, tôi không thể tiếp tục công việc này nữa. Tôi đã yêu cầu hoàn lại tiền sau khi không tin lắm và thực tế là chiếc tàu ngầm được điều khiển bằng loại điều khiển chơi game trị giá 29,9 đô la Mỹ. Không chỉ có vấn đề với các bộ phận bên trong, vấn đề của thân tàu cũng là điều đáng bàn. Đài truyền hình Mỹ NBC đề cập đến một cuộc phỏng vấn năm 2020 với người sáng lập Ocean Gate, Stockton Ross, đã báo cáo rằng thân tàu của Titan có dấu hiệu mệt mỏi theo chu kỳ, và thậm chí khi đó độ sâu lặn tối đa của Titan đã giảm xuống còn 3.000 mét, trong khi xác tàu Titanic nằm ở độ sâu 3.800 mét. Từ năm 2018, những khách du lịch đầu tiên đã trả 100.000 đô la Mỹ cho một suất để lặn xuống chỗ con tàu Titanic bị chìm. Kết quả là các ngày xuất phát đã bị hoán lại nhiều lần và chuyến lặn đầu tiên được thực hiện vào năm 2021. Theo tài liệu kỹ thuật, thân tàu của Titan không hề được cải tiến. Tuy nhiên, theo mọi quy chế, độ sâu tối đa của nó đã đột ngột tăng lên 4.000 mét. Hơn nữa, vào năm 2018, David Lockridge, người được thuê lái thiết bị lặn dưới biển sâu để thử nghiệm, đã cảnh báo về rủi ro đối với khách du lịch do những khuyết điểm trên thân của tàu lặn. Chuyên gia này cho rằng OceanGate đã từ chối thực hiện tất cả các bài kiểm tra độ bền cần thiết. Điều này có thể gây ra thảm họa ở độ sâu cực lớn. Lockridge nói cửa sổ của tàu Titan, qua đó khách du lịch có thể nhìn thấy tàu Titanic bị chìm, chỉ nhận được chứng chỉ và độ tin cậy ở độ sâu 1.300 mét. Và khi vị chuyên gia này thông báo về sự nguy hiểm của thiết bị lặn, anh ta đã bị sa thải ngay lập tức. Các doanh nhân đã bỏ tiền ra và tự quyết định hành động với nguy cơ và rủi ro đối với họ, nhưng họ vẫn tiến hành những cuộc thám hiểm dưới đáy biển. Điều đáng ngạc nhiên là các lần lặn vào năm 2021 và 2022 đã kết thúc bình yên vô sự. Trên tàu lặn lần này có 5 người thực hiện chuyến du lịch thám hiểm. Như thể biết trước một bi kịch có thể xảy ra, năm nay các luật sư của Ocean Gate đã yêu cầu khách du lịch phải ký vào đơn miễn trừ khiếu nại. Trong đơn đó có nội dung rằng, tàu thử nghiệm này chưa được phê duyệt hoặc chứng nhận. Đi du lịch trên tàu có thể dẫn đến bị chấn thương, chấn động tinh thần hoặc thậm chí là dẫn đến cái chết của bạn. Đồng thời giá vé đã tăng lên tới 250.000 đô la Mỹ. Đối với những người ưa cảm giác mạnh và không bận tâm đến chi phí, việc đi sâu vào lòng đại dương hay phóng ra ngoài vũ trụ là những trải nghiệm đầy mê hoặc không thể chối từ, nhưng mạo hiểm luôn đi kèm với rủi ro và rủi ro lần này của 5 nạn nhân trên con tàu Titan xấu số là phải đánh đổi chính mạng sống của mình. Vụ việc đã kết thúc, vậy nhưng sắp tới những vụ kiện liên quan đến công ty Ocean Gate có thể nổi lên từ sự tắc trách của đội ngũ tổ chức chuyến thám hiểm này. Mọi diễn biến mới nhất từ vụ việc sẽ được chúng tôi cập nhật từ quý vị trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.